nay mình sẽ ngồi và thưởng thức một món rất là ngon các bạn ạ. Món đó là món vẹm hấp sả ớt. Và mình sẽ thưởng thức nó. Để gọn vào trong cái tủ, trong cái box cho mẹ đi, rồi tí bác mình về rồi đấy. Ừ, để đó. Ok, giờ mình sẽ tiến hành và chuẩn bị ít sả, ít đậu phộng, ít đậu phộng và mỡ hành và hành để mình có thể ăn được cái con này nhá. Mình sẽ ăn được con vẹm. Con vẹm hấp các bạn. Đây là đậu phộng. Còn đây là tép với lại con gì đó. Ok, bây giờ mình sẽ ăn thôi. Tắt bếp đi. Con trai có muốn ăn con này không? Không. Ừ, con này thôi. Ok, mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Ui, rất là nóng các bạn. Đây, con vẹt, con vộp các bạn nhé. À, con vộp các bạn nhé. Đây, con vộp. Rồi mình sẽ lấy một ít một sốt của mình có làm sẵn đây. Mình sẽ lấy một ít nước sốt. Rồi mình sẽ thưởng thức nó các bạn nhé. Có vị mặn mặn quá. Ăn thì nó cũng giống giống như con trai. Ăn thì cũng có vẻ nó giống như con trai xong các bạn. Con hến của đồ các bạn cũng giống vậy đó. Okay, mời các bạn cùng thưởng thức này. Con vẹt này nó sẽ sống ở dưới biển đấy bạn. Thế nên nó sẽ có vị mặn mặn. Quá sẽ đã. Có vị chua chua. Mình mời các bạn nhé. Nó sẽ như thế này nè các bạn. Bạn lên ít tắc ấy. Nó mở các bạn nhé. Mình sẽ ăn cùng với lại nước sốt sả. Thêm chút xíu tắc lên cho nó bị chua chua. Hello con.
À, tí nhờ mua đồ đừng có thằng gấu, nhưng mà thôi. Đi rồi. Ừ, ăn không? Tí cho thằng gấu nha, xong chị chơi cho nó mát nhé. Tại ở nhà em đang bận lu bu ở dưới bếp kiến. Con gộp hết. Bạn mời các bạn nhé. Đây chính là nó. Chính là con này nó đã chết và nó rất là thối đây, là con này đây. Đã tìm ra nó. Con này này hả? Ừ, điện thoại xong chưa? Chưa. Có anh tiếng không hả? Không, tôi coi video ngắn không à. Đừng 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 có đóng cửa. Thế con cứu được không ngoài chưa? Đây nè. Cái bọc nặng nữa và ta bị định mà là cục kính kính em ơi. Ừ. Chứ giờ cục cái ghép ngoài ngoài làm cái bất thường chết chết cống ngoài luôn. Để đi tiếng cầm ra ngoài đâu bắt mà. Gì cọp đi ra. Đi. Tí ra cái cỏ hai bịt bóng. Cái này nướng mỡ hành chắc ăn ngon. Nếu mà xào mỡ hành lên cho bộ vào. Ký này dưới 8 ngàn, 5 ngàn. Đây bán 20 ngàn đấy, 20 ngàn ký này. Con này cũng nhiều thịt mà, nếu mà nướng mỡ hành cũng được. Nhiều ai? Nếu không nướng mỡ hành thì luộc hấp cho miếng chanh miếng ớt vào rồi múc nó thôi. Hồi xưa mẹ ta hay mua cái này về nướng à. Có nướng rồi để vô đây nướng không sao hay mắc lời bây giờ này mắc lời chắc chết chỉ chết thôi chứ mà còn sống nổi nữa sao. Cái này hấp lên xong cho mỡ hành mà ăn được đấy, không cần sâu xa. Em ở đây quên nãy giờ em đậu phộng. Cho em đậu phộng nó vào. Cho một ít em tôm gì đây nè. Hành phi đó. Rồi, em ít nước của nó vô. Tính ra mua bánh tráng đâu, ít ăn tất bình ghê. Ok, có miếng tắc vào. Ok. Rồi các bạn nha. Sẽ chiến em nó. Cái con này to ghê ha. Cái này là gì ta? Có phải chụp gỗ cái gì á? Hai chiếc đũa.